Hello, em xin chào tất cả các bác nhé. Lâu không đi quay chim các bạn. Nay lại đi quay tí chim cỏ cho các bác xem nhé. Chim này các bác ơi. Loại này thì nó cũng rơi vào tầm 7 ngày các bác ạ. Đây, loại này thì tầm 25 ngày này. Mấy hôm nữa là xuất được rồi. Chim đây, ổ này mới ghép hôm qua đây các bác. Kiểm tra xem. Nói chung là chắc là thời gian này thì trại bác nào cũng đa số là kém đúng không? Chắc là tình trạng chung của miền Bắc rồi. Năm nay thì cái thời tiết nó khá là rét, nhiệt độ nó xuống sâu các bạn. Chim lon này nhá. Nhiệt độ nó xuống sâu lên là cái tỷ lệ chim chim lon trong mấy cái ngày đầu ghép vào nó chết rất là nhiều. Sản lượng thì không đạt các bạn. Theo em thấy thì là như thế. Như ở khu vực em thì đa số là những cái trại mà gọi là còn đạt thì gọi là đạt ở mức khá cao đấy. Đa số nó sẽ là cái chim người ta mới gây các bác nhé. Mới gây và đang đẻ trong khoảng ở cái năm thứ hai. Nó sẽ là đẹp nhất. Đây, ổ này 5-6 ngày gì nữa đây. Từ hôm rét giờ những cái ổ lon nó cũng lớn lớn chậm luôn các bác ạ. Bố mẹ nó bón kém chết nhiều. Nói chung ở cái giai đoạn này thì cái giá nó vẫn còn đang giữ được khá là ổn các bác nhé. Rồi đây giờ mà cứ đi kiểm tra mà vẫn thấy bón được như này là rất là tốt rồi các bác. Nhưng mà mình nói chung là mình ghép vào nó hao hụt nhiều. Ghép 3 con vào có thể chết 1, chết 2. Có những ô nó bỏ nó rỗng chết hết cả 3 luôn. Tóm lại là thời gian này thì sản lượng trại nào cứ đạt ở cái mức khoảng độ 45% trở lên thì đã là có lãi. Lãi khá là ổn rồi đấy các bạn. Vì giá nó cũng được. Nhưng mà cũng không phải trại nào cũng đạt được cái mức đấy. Bên cạnh đấy thì chắc chắn là vẫn có những trại hơn 60-70% trên một tháng. Vẫn có các bạn. Nhưng mà như em nói đấy là đa số là những cái trại mà chim của người ta là chim lon nhé. Chim bố mẹ mới thì nó sẽ được. Còn già thì khá là khó đấy. Đạt được 50% đã là quá tốt rồi trong cái giai đoạn này. Đấy là em nói trong khu vực em nhé, và như thực tế của em cũng thế. Vì em mấy tháng này em chỉ đạt được đến 4-5% là cao rồi. Chim bố mẹ của em thì năm nay cũng được vào 75 rồi các bạn. Đây, chim non đây. Cứ bao giờ phải nhìn thấy nó lên được lớn tầm như này thì mới chắc chắn sống được ạ. Rét như này. Đây. Chim đây. Như rét này thì em cũng nói chung là phải áp dụng
khá nhiều cái biện pháp để mình giảm bớt cái tỷ lệ chết các bạn. Mà nó vẫn chỉ là được một phần nào đấy các bác. Nhưng mà nói chung là ngày mình cứ giữ bình thường, ví dụ nó chết 10 con mà giờ mình giữ được, nó chỉ chết khoảng 5 con, 6 con. Gọi là ngày sống được thêm 5 con thì mình cũng đã kiếm được thêm mấy trăm nghìn rồi các bạn. Nên cũng cứ phải cố gắng thôi. Đây, hệ thống bóng sưởi các bác nhé. Nói chung là nó cũng chỉ đỡ đi thôi. Đây thì em nắp nắp này. Mỗi hàng, mỗi lối đi một hàng nhé. Mỗi lối đi một hàng bóng. Đây, bóng này. Bóng này, từ đây ra đến đầu cuối kìa. Lối đi nào cũng như vậy. Bên cạnh đấy thì em xin chia sẻ với các bác một chút về cái vấn đề mà dùng cái cám sữa nhé. Chắc là cám sữa thì giờ nó quá quen thuộc rồi, tại vì mùa đông Bắc Lào cũng trên hội nhóm cũng đăng cám biện pháp chống cháy đúng không? Nhưng mà theo thực tế em dùng thì có một cái số cái lưu ý gọi là em tự rút ra thôi, chứ còn em không dạy đời các bác, hoặc là cũng không bảo cám nó chất lượng như nào em không biết nhé. Em không nói về ai cả. Chung là thực tế em dùng đây. Còn bác nào thấy em dùng có thể chưa hợp lý thì các bác để lại bình luận chỉ em. Tại vì em cũng không phải chuyên gia đâu, em cũng không bán cám. Cám thì em dùng thử rất nhiều loại rồi. Từ cái loại của các bác tự chế rồi đến cái hàng nhập Trung Quốc hơn triệu một cân, em cũng dùng qua hết, cũng đều thử rồi. Nhưng mà chất lượng em thấy chắc nó cũng chỉ tương đương nhau thôi. Hàng trăm nghìn một cân với hàng hơn triệu một cân. Làm sao mình bón vào thấy nó tiêu hết và con chim nó không bị gầy lườn được các bạn. Nhưng mà các bác lưu ý cho em là dùng như thế này nhé. Như em thì các bác người ta hay tư vấn là để trong bón không, để trong máy ấp vài ngày, bón trong máy ấp đúng không? Nhưng mà cái đấy không làm được đâu các bác ạ. Các bác để trong máy ấp nó bị hỏng hết. Em đã làm rất nhiều rồi. Tại vì cái máy ấp của mình nó bí với lại nữa là mình không để được nó chật thế, mình không để được nhiều, để xuống cái sàn, kể cả để đến cái rổ đấy. Con chim thì nó rất là chim non ấy, nó rất là kỵ bị ướt lông các bác nhá. Mình để chật mà nó ỉa vào nhau, nó dính lông bị ướt là nó cũng hỏng, nó không lớn được. Còn như các bác có cái máy úm riêng thì cái đấy em không biết. Còn em thì chỉ cách em vẫn làm đấy là mình sẽ bón khi nó lở, mình bón xong rồi mình mới mang đi ghép cho bố mẹ nhé. Gọi là mình bón cho nó một lần cho mang đi ghép, sau đó mỗi buổi sáng mình chăn xong khoảng tầm một tiếng đi, mình sẽ đi đi soát lại các bác ạ. Đây này, em có đánh dấu những cái ô mà mới ghép con vào, tất cả em là đánh dấu bằng cái kẹp này các bác nhé. Mục đích là để mình đi kiểm tra cho dễ các bác. Mình sẽ đi kiểm tra lại con nào bố mẹ nó bón không đủ hoặc là nó không bón ấy, thì mình sẽ lại dùng cái cám đấy mình bón thêm cho nó các bác. Thì nó cũng giảm cái tỷ lệ hao hụt đi. Ô nào mà con nó to rồi, mình thấy nó đã bón rồi thì lại bỏ cái kẹp đi, thì mình không phải để ý đến nữa. Và em để bón như thế.
Và một cái lưu ý cho các bác, các bác cũng có thể áp dụng, đấy là mình sẽ ghép chim vào cái tầm khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ buổi sáng các bác nhé. Thì cái giai đoạn đấy con chim bố mẹ nó, mình chăn nó ăn uống xong rồi, nó ổn định rồi, nó sẽ không nhảy lung tung nữa và nó sẽ ủ con tốt hơn. Còn buổi chiều thì có thể các bác sẽ ghép những con nào lở sớm thôi, trong khoảng 2 giờ các bác lên ghép 2 giờ. Còn những cái chim mà nó lở đến buổi chiều và buổi tối ấy, thì theo em tốt nhất là các bác lên giữ lại các nhá. Mình có thể giữ lại tạm ở trong máy, mình bón cho nó tối, mình bón cho nó một lần, là sáng hôm sau mình bón tiếp, sau đó đến lại đến tầm 10 giờ mình mới lại đi ghép các bác nhá. Tại vì như em thấy thì cái tỷ lệ mà mình ghép cái chim vào buổi chiều muộn và tối ấy, cái tỷ lệ sống nó rất là thấp các bạn. Đa số là nó sẽ chết. Tại vì con chim bố mẹ khi mà tối mình ghép xong, mình kiểu như mình tắt điện đi ấy, nó ủ con rất là kém luôn. Mà trong khi đó con mình vừa mới ghép vào nó còn, các bác hiểu, gần như nó chưa cả tiếp thu ấy. Mình ghép vào từ sáng thì có thể nó bón rồi thì nó sẽ quen con của nó rồi, nó sẽ ngồi, nó sẽ úm, nó được cẩn thận hơn. Mình ghép tối là để nó chưa tiếp thu con đấy, nên nó tỷ lệ chết nó rất là cao ạ. Chim đấy các bác, chắc là như cái tháng Tết này của em thì khả năng là được khoảng, may ra thì được 50% các bác ạ. Chim nói chung là hơi tối cho nên cũng hơi khó nhìn các bác. Mùa này thì lúc nào cũng cứ buông bạt kín mít, trong bật bóng điện thôi, là rét mà. Đây này, quay cho bác cái ổ hôm qua mới ghép vào đây này. Các thấy hai con to, hai con bé không? Mấy ổ ghép liều vẫn ghép 4 các bạn. Cái đấy mình không xử lý là hai con bé kia nó cũng sẽ chết thôi. Cho nên mình phải đi kiểm tra lại, và con nào thiếu không đủ ăn thì mình phải bón cho nó các bác nhé. Và cái tỷ lệ, nói chung cái tỷ lệ mà nó bỏ, mình ghép 4 hoặc ghép 3 và nó bỏ một con hoặc bỏ hai con thì đa số là như thế các bạn. Mình lại phải đảo đi ổ khác, con nào nó nuôi to to đều bằng nhau thì đảo. Mùa này thì đảo liên tục, đảo nhiều hơn mùa hè thì các bạn, mình cần đảo nhiều. Mùa đông này thì không đảo chậm mát là chết ngay các bạn. Trong cái giai đoạn mấy cái ngày đầu này, tầm này thì em vẫn cho xuống ổ bình thường các bác nhé, không sợ chết rét đâu, nó đã có lông như này rồi thì không sợ các bác nhé. Sợ nhất trong cái giai đoạn từ 1 đến 3 ngày, 5 ngày tuổi, chết rất nhiều, chết đến 30%, thậm chí trên 30% luôn. Rất là tai hại ở mùa đông. Thôi thì video nó cũng dài rồi, gọi là quay chia sẻ các bác một chút thế nhé. Đây này,
em vẫn cho từng ổ lôi 4 này các bác. Nói chung là nó đã to như này rồi thì cho 4 vào nó vẫn nuôi bình thường các bác. Sợ nhất ở giai đoạn nó đang bón bằng sữa thôi. Bằng sữa thì mùa hè em cũng vẫn ghép 4, nhưng mà mùa đông năm nay thì ghép 3 còn thấy kém các bác. Rồi, chào các bác nhé. Các bác có ý kiến thì góp ý thì vui lòng để lại bình luận nhé, em tham khảo. Em cũng chẳng phải là kinh nghiệm cao siêu gì đâu mà, cùng nhau học hỏi nhau á. Chào các bác.